chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video này, Kiều Anh sẽ chia sẻ tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm Cao Linh Chi Potion đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị căn bệnh gan nhiễm mỡ cũng như là phòng ngừa căn bệnh này như thế nào. Thưa các bạn, gan nhiễm mỡ là một trong những căn bệnh phổ biến mà rất nhiều người mắc phải hiện nay. Khi mà chúng ta mắc căn bệnh này thì nguyên nhân chủ yếu đến từ chế độ ăn uống không lành mạnh của chúng ta. Nhất là đối với những người có công việc, có tính chất công việc thường xuyên tiếp xúc với rượu bia hay thường xuyên hút thuốc lá rất nhiều. Và việc này thì không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ, mà kỹ hơn đó chính là còn khiến cho lá gan của họ gánh chịu nhiều căn bệnh. Và trong đó, gan nhiễm mỡ chính là một trong những tình trạng, một trong những căn bệnh mà rất nhiều người mắc phải hiện nay. Gan nhiễm mỡ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn làm suy giảm chức năng gan. Đồng thời, nếu như căn bệnh này không được chữa trị trong một thời gian dài, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của họ. Chính vì vậy, việc làm như nào để phòng ngừa được căn bệnh gan nhiễm mỡ cũng như là chữa trị căn bệnh này hiệu quả là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm Cao Linh Chi Potion. Và đây là một trong những dòng sản phẩm hàng đầu trên thị trường hiện nay trong việc là hỗ trợ điều trị căn bệnh gan nhiễm mỡ. Cao Linh Chi Potion đến từ Hàn Quốc là dòng sản phẩm được sản xuất với nguyên liệu chính đó chính là nấm linh chi. Và nấm linh chi thì được biết đến là một trong những loại nguyên liệu, một trong những loại dược liệu có chứa nhiều dưỡng chất, chẳng hạn như là có đến 119 loại vi khoáng chất trong loại dược liệu này, hay là nấm linh chi thì có chứa nhiều vitamin, axit amin, các chất chống oxy hóa, cũng như là các hợp chất quý hiếm khác mà các loại dược liệu khác không có. Và các nhà sản xuất tại Hàn Quốc thì đã áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại và sản xuất trên dây chuyền hiện đại cho ra đời dòng sản phẩm Cao Linh Chi Potion như trên tay Kiều Anh đây. Và sản phẩm này thì cũng đã được rất nhiều nghiên cứu chứng minh rằng có công dụng hiệu quả và nhất định trong việc là hỗ trợ điều trị căn bệnh gan nhiễm mỡ. Nếu như các bạn đang thắc mắc rằng tại sao với một hộp Cao Linh Chi nhỏ như thế này thôi lại có thể là hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ hiệu quả thì Kiều Anh xin được giải thích như sau. Sử dụng nấm linh chi với bệnh gan nhiễm mỡ có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, hạn chế oxy hóa, đào thải các độc tố trong gan, giúp cơ thể tăng cường chức năng bài tiết, làm giảm cân, hạn chế tình trạng béo phì gây bệnh mỡ trong máu hay gan nhiễm mỡ. Đặc biệt, các thành phần trong Cao Linh Chi Potion này thì còn có khả năng là giúp điều hòa cholesterol trong cơ thể, cụ thể là trong gan, giúp gan của chúng ta luôn được hoạt động một cách tốt nhất, đồng thời là thải độc tố cho gan, cũng như là tăng cường chức năng gan hiệu quả. Vâng, và với các hợp chất cụ thể như Kiều Anh nói trên thì đã được giữ nguyên cũng như là áp dụng vào trong dòng sản phẩm Cao Linh Chi Potion này và mang đến những hiệu quả nhất định cho người sử dụng. Và tất nhiên là với những dưỡng chất đó thì đối với những người mà gan của chúng ta bình thường không gặp tình trạng gan nhiễm mỡ hay các vấn đề về gan thì khi sử dụng chúng vẫn có thể là giúp cho gan của chúng ta được khỏe mạnh hơn, tăng cường chức năng gan, đồng thời là ngăn chặn các căn bệnh về gan. Vâng, như vậy có thể thấy là công dụng tuyệt vời mà dòng sản phẩm Cao Linh Chi Potion mang lại đối với sức khỏe của người dùng đúng không ạ? Và sản phẩm này thì cũng đã được chứng minh, kiểm nghiệm rõ ràng trước khi bán ra thị trường để đảm bảo rằng người dùng có được những hiệu quả tốt nhất và nó mang lại những công dụng tốt nhất dành cho chúng ta. Và với sản phẩm Cao Linh Chi này thì các bạn hãy nhớ kỹ cho Kiều Anh cách sử dụng nhé. Đó chính là mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng 2 lần. Mỗi lần chúng ta sẽ pha từ 1 cho đến 2 thìa Cao Linh Chi này với nước ấm hoặc là nước nóng. Với việc chúng ta sử dụng như thế này thì sẽ đảm bảo rằng là cơ thể được hấp thu tốt nhất những dưỡng chất mà sản phẩm này mang lại. Đồng thời sẽ hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn đối với những người đang mắc phải tình trạng gan nhiễm mỡ. Vâng, với những công dụng tuyệt vời như vậy thì Kiều Anh tin chắc rằng các bạn đang rất muốn sử dụng sản phẩm này để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân và cho người thân trong gia đình đúng không ạ? Để mua sản phẩm cũng như là để được tư vấn kỹ hơn thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm Cao Linh Chi Potion đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo.